Mau cho xe chạy nhanh, chút nữa tôi sẽ tạ tội với anh sau. Việc gấp là việc gì mà cô lại làm thế này với tôi vậy? Nếu cô là tội phạm thì sao? Tôi thành đồng phạm với cô chắc. Tội phạm cái gì chứ? Chẳng qua là tôi bị ép lấy chủ tịch công ty FBM gì đấy. Nhưng mà tôi không muốn, họ muốn giam tôi lại nên tôi mới bỏ chạy thôi. Chủ tịch FBM là... Tôi thấy chủ tịch FBM cũng được mà. Được cái gì mà được? Tôi nghe nói người ta bảo đấy là một người vừa già vừa xấu, lại có biến thái nữa, ai mà dám lấy chứ. Con nhỏ nó đâu rồi? Tìm nó đi, mau lên. Mau bảo tài xế cho xe chạy nhanh lên, người ta đuổi đến rồi. Có ai không? Cho tôi nhờ chút với. Im lặng đi. Thế cô có muốn chạy thoát không? Thôi được rồi, làm gì cũng được. Xin lỗi anh, ngại quá. Nhưng mà tôi đang đi tìm em dâu của tôi. Nó vừa mới chạy trốn cho nên tôi đang đi tìm. Liệu là anh có thể mở cửa xe cho chúng tôi kiểm tra một chút được không ạ? Các người đang làm trò gì thế hả? Việc nhà các người chứ việc nhà tôi à? Sếp của tôi đang hành sự ở bên trong. Bây giờ mở cửa ra, các người có chịu trách nhiệm được không? Anh đang lừa tôi đấy à? Hay là anh đang thông đồng với em dâu của tôi chứ gì? Các người nhìn rõ chưa? Xin lỗi anh, ngại quá. Chúng tôi đi đây ạ. Tôi xin lỗi cô nhé. Tôi phải làm như thế thì nó mới giống thật, thì mới không bị phát hiện. Chứ tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi cô. Vâng. Tình huống cấp bách không trách anh được. Nhưng mà sao anh ấy lại phải bịt mặt, đeo kính thì mới gặp được hai người kia? Đấy là tôi dạy em ấy là trong tình huống cấp bách ấy thì tốt nhất mình cứ trần thần bất lộ tướng, như vậy thì đỡ bị ghi thù với cả nhiều chuyện rắc rối sau này. Đúng không Hoàng? Đúng rồi sếp. Mà nhà cô ở đâu đấy? Cô gần đây không? Tiện thì tôi đưa cô về luôn, chứ cô đi thế này chắc không có xe đúng không? Vâng. Nhưng mà tôi không cần đâu. Tôi làm phiền anh vậy rồi. Nên là... Không sao đâu, tôi rảnh mà, đi đi. Tôi đưa về cho. Dạ, đúng vậy. Nếu vậy thì anh đưa tôi về khu đô thị Gamuda nhé. Cũng ở gần đây thôi. Anh cho tôi xin số điện thoại luôn. Lần sau nhất định tôi sẽ trả ơn anh. Vì người đẹp, tôi luôn sẵn lòng mà. Em lái xe nó của sếp lái đâu mà. Thế tôi với cùng cái bạn Zalo nhé. Vâng, vậy cũng được. Ô, ai đây? Phong ba bão tháp nào lại đưa kẻ bất tài đến đây thế này? Lâu ngày không gặp. Gớm nữa, làm như tao muốn gặp mày lắm ấy mà lâu ngày. Hôm nay đến đây muốn ký hợp đồng gì à? Này, tao đang nói chuyện với mày đấy. Mày không biết phép lịch sự à? Hay là mày nghĩ tao cũng giống như mấy cái thằng con trai mà mày quyến rũ, chỉ cần mày hờ hững một tí là phải sấn sổ đến mày ngay? Tôi không thích nói chuyện với loại mặt dày như cô. Như vậy được chưa? Này, mày nói ai mặt dày đấy hả? Còn ai vào đây được nữa? Chẳng phải là cô đã mặt dày cướp bao nhiêu hợp đồng và kế hoạch của tôi ở công ty cũ hay sao? Bây giờ muốn bắt tôi là phải ngon ngọt với cô à? Mày... Này, nói chuyện với nhau tại sao lại đẩy như thế? Này, tôi chỉ vừa mới chạm nhẹ vào cô thôi mà. Thôi, em có sao không? Lại là cô à? Sao lại đẩy người ta như thế? Tôi không... anh Huy, không phải như anh nghĩ đâu. Em... Anh Huy, là cô ta làm cùng công ty cũ với em, có xích mích, cho nên là cô ta đẩy em ạ. Đủ rồi đấy, quá đủ rồi đấy. Cái quyết định của tôi là ngay từ đầu không muốn hợp tác với công ty của cô là hoàn toàn chính xác mà. Ai lại đi hợp tác với cả những cái người lòng lang dạ thú như thế? Mời cô về cho. Hôm nay em có hẹn với cả công ty của anh đúng không? Thế thì chúng ta lên phòng bàn bạc công việc nhé. Vâng ạ. Mời em đi cho. Anh Huy, xin anh hãy xem qua demo của bên em ạ.
Dương, sao em lại ngồi đây một mình thế này? Mặt em còn nhăn nhó nữa, em bị làm sao đấy? Không có gì đâu, anh đi đi, tôi muốn ở đây một mình. Em nói như vậy làm sao mà ai muốn đi cho được? Hay là anh đưa em đi bệnh viện nhá? Tôi đã nói là tôi không cần mà, anh đi đi. Dương, anh mau đi đi. Hello, sao hôm nay mày rảnh rỗi lại gọi cho tao thế này? Tao đang bận bỏ xứ ra, nhưng mà vẫn muốn gọi cho mày vì nhớ mày có được không? Nhưng mà sao nhìn mặt mày phờ phạc thế kia, bệnh dạ dày lại tái phát à? Lại bị mày phát hiện rồi, tao giấu kỹ thế rồi cơ mà, sao mày vẫn biết? Gớm, mày qua mặt được ai chứ không qua mặt được tao đâu nhá. Có phải anh nào ức hiếp mày, khiến cho mày căng thẳng nên đâm ra như vậy đúng không? Ừ, hôm nay tao đi gặp giám đốc của bên Đa Gia ấy, để xin được hợp tác. Thế mày lại gặp Linh, hình như cô ta đi cửa sau, lại ấn tay chân của tao rồi. Lại là nó, sao nó cứ như âm hồn bất tán, âm binh không tan thế nhở? Phải tao, tao cho một trận rồi đấy, cứ chờ đấy mà xem, tao mà về nước á, nó không yên với tao đâu. Cái đất Hà Nội này có nhỏ quá không vậy? Sao tôi đi đâu cũng gặp cô hết thế? Mà hôm nay cô cũng dám đi vào đây cơ à? Chắc là kiếm được bố đường nó bao nuôi, cho nên mới cả gan đi vào cái nhà hàng sang trọng thế này. Ơ hay, cô chơi quy tắc ngầm nó quen rồi, nên là cô nhìn ai cũng nghĩ là người đó như thế à? Đây, mày dám à? Mày đợi đấy, để xem tao trị mày thế nào. À Châu, em đến sớm thế. Mình hẹn nhau 11 giờ cơ mà. Mà cô Dương, sao cô lại ở đây đấy? Mà hôm nay ăn mặc trông khác nhỉ? Thôi, kệ nó đi anh. Chắc là kiếm được bố đường nó bao nuôi đấy. Mình qua kia ngồi đi. Ra là đi một mình à? Anh nói gì em cơ? À, không có gì đâu, em ăn. Anh ơi, em hơi đau bụng một chút, em vào nhà vệ sinh nhá. Ừ. Chào em nhé. Sao hôm nay em lại đi ăn một mình như này? Chẳng nhẽ không có ai rảnh để đi ăn cùng với em à? Dạ vâng, thi thoảng em vẫn hay thường trích một chút tiền ra để đi ăn những nơi sang trọng. Coi như là cuộc sống đâu có mấy đâu, để tận hưởng hương vị. Được, anh rất là ấn tượng với cả cái suy nghĩ này của em đấy. Thế nhưng mà bây giờ em có muốn thay đổi nó một tí không? Đấy là ngày nào mình cũng có thể đi ăn spaghetti, uống rượu vang, chứ không phải là trích ra một ngày nào đấy ngắn ngủi như vậy. Quan trọng hơn ấy là anh sẽ suy nghĩ về cái hợp đồng giữa anh với cả bên em đấy. Ý anh là gì? Anh nói như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Nếu như mà em vẫn chưa hiểu ấy thì tối nay cứ đến cái địa chỉ này. Đây là khách sạn mà. Chính xác rồi đấy. À, ra là vậy. Em nghĩ là mình không cần qua đâu, cũng đủ hiểu rồi. Vậy ý em là gì nhỉ?
Anh bảo này, chỉ cần tối nay ấy, em qua đấy phục vụ cho anh thật là tốt ấy, thì không chỉ có bản hợp đồng đó mà cả công việc của em sau này cũng vô cùng thuận lợi đấy. Xin lỗi anh nhá, em chỉ muốn đi lên bằng thực lực của mình thôi. Mấy cái chuyện dơ bẩn đấy em không chấp nhận. Này, cô nên biết thân biết phận của mình nhá. Thằng này đã mời rượu cô rồi, và trên cái cuộc đời của thằng này ấy, chưa mời rượu ai mà dám từ chối nhá. Này, chứ không phải là cô ăn mặc hở hang như này để mồi chài đàn ông bọn anh à? Hả? Dương này, anh nói thật là ngắm nhìn em nãy giờ trông em rất là xinh xắn. Bây giờ mặc thêm những cái bộ đồ này lên ấy, trông nó lại càng quyến rũ. Thế nên là nếu như mà em theo anh ấy, thì mỗi tháng em cho vài chục triệu tiêu xài mua sắm gì đấy chơi cũng được nhá. Anh quá đáng nó vừa thôi. Anh coi con gái chúng tôi là cái gì? Là món đồ để anh kỳ kèo đấy à? Con danh này, mày! Này! Đàn ông mà làm như vậy là hèn lắm đấy anh trai ạ. Này! Này cái đếch thẩm việc của mày nha! Cút tận chỗ khác! Cút không! Anh đã động vào người của tôi rồi. Không bảo không phải việc của tôi à? Tôi nói cho anh biết này, đừng có đụng vào Dương của tôi nếu như không muốn bị ảnh hưởng tới công việc làm ăn của mình, biết chưa? Anh Huy! Anh sao vậy? Nếu cô thật sự có gì với anh ấy thì quản cho nó kỹ vào, đừng để cho anh ta đi ăn ngoài hàng như vậy. Anh Huy, cô ta nói vậy là sao hả? Bỏ cái giọng ấy đi. Tôi với cô đến với nhau có phải vì tình yêu đâu mà nói cái giọng đấy hả? À, nên biết thân biết phận của mình đi nhá. Nếu không tôi đá cô như quả bóng đấy. À, vừa nãy hắn ta có động gì vào em không? À, dạ không, em không sao. Cảm ơn anh, may mà có anh đến kịp ấy. Mà hôm nay anh Toàn cũng qua đây dùng bữa à? Ừ, anh đi ăn có một mình thôi. À, nếu như em không ngại thì có thể cho anh ngồi cùng dùng bữa với em được không? À, dạ được ạ, mời anh. Dương này, vừa rồi tên Huy làm sao mà nó đánh em vậy? Bên em muốn ký hợp đồng với bên Huy, nhưng mà Huy không muốn. Nhưng hôm nay Huy lại muốn chơi luật ngầm với em. Xong rồi em không đồng ý sao? Đúng vậy. Đúng là bị dội thật đấy. Nói vậy chứ nếu như hợp đồng này không ký được thì em sẽ bị trừ lương. Nhưng mà em cũng không thể vì thế mà bán rẻ bản thân được. Em làm như vậy là rất đúng rồi. À mà đây, hay là em qua công ty của anh làm đi. Công ty của anh thì cũng đảm bảo cho em về vấn đề lương lậu và những chính sách khác rất tốt, không kém cạnh gì đâu. À, cảm ơn anh. Nhưng mà chắc thôi ạ, bởi vì em cũng ký hợp đồng với công ty rồi. Nếu bây giờ em nghỉ việc với lý do mà không hợp lý thì khéo còn phải đền hợp đồng nữa. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Tóm lại bây giờ là tôi đồng ý ký hợp đồng với cả bên Dương, thì anh sẽ chuyển nhượng một cái hạng mục khác sang cho bên tôi, đảm bảo là sẽ có lợi nhuận hơn đúng không? Đúng vậy. Chỉ cần anh ký hợp đồng với bên Dương thôi, tôi sẽ làm như vậy. Mà tôi cũng thấy rằng nếu như anh hợp tác với cả bên Dương ấy, anh cũng sẽ có nhiều lợi ích mà. Nhưng mà tôi không thích. Anh nghĩ là cái chuyện lần trước anh làm với tôi ở nhà hàng như thế mà tôi dễ dàng bỏ qua cho anh được à? Tôi dễ dàng ký hợp đồng với cả vợ của anh như thế à? Thế vậy bây giờ phải làm sao anh mới đồng ý ký? Làm sao à? Thấy gì không? Ý anh là sao? Bây giờ quỳ xuống đây lau sạch cái giày cho tôi ấy, thì tôi sẽ suy nghĩ đến cái chuyện là có ký hợp đồng với cô Dương hay không. Không một điều kiện kèm theo. Chỉ cần như vậy thôi đúng không? Chính xác. Nhanh không là tôi đổi ý đấy. Đáng đời mày lắm. Dám đá vào hạ bộ của tao á? Này, nói cho mày biết nhá, không đời nào tao hợp tác với ở nó đâu. Thằng này ấy, chỉ thích chơi quy tắc ngầm thôi. Còn mấy cái đồng bạc lẻ của mày ấy, thằng ấy không thiếu nhá. Ơ, anh Toàn này. À, anh đi đâu đấy? À, anh đi ngồi cà phê với bạn một chút đi mà. Mà nhìn anh như kiểu là anh đang bị mệt ấy à? Đâu, anh đâu có đâu. Mà anh đang giấu cái gì đằng sau lưng đấy? Sao anh cứ để tay ra đằng sau vậy? À không, có gì đâu. Này, anh giấu gì em? Ơ, anh bị làm sao thế này? Sao tay anh lại sưng đỏ hết cả lên vậy? À,
anh mới bất cẩn anh bị ngã ấy mà. Không sao đâu. Cũng may là tình cờ em vừa đi mua một ít thuốc để tích trữ ở trong nhà. Để em bôi cho anh nhá. Tay anh bị như này mà không bôi ấy là nó sưng lên ấy. Đau lắm. Em băng lo cho anh đi ạ. Đâu có đâu. Nếu mà ai như em ấy thì cũng sẽ như vậy thôi mà. Nhưng mà rõ ràng anh thấy thái độ của em khác lắm. Nào thôi yên để em bôi. Nếu không lại mặc kệ anh đấy. Rồi rồi anh biết rồi. Sợ cô nương quá cơ. Cô nương cứ bôi tiếp đi. Mấy khi được người đẹp bóc tôm cho ăn. Tôm này ngon phải biết. Ăn nói tào lao. Nếu mà không phải là vì tay em bị đau ấy thì còn lâu em mới bóc cho anh nhá. Này ăn đi này. Không, không chịu. Em phải đút cho anh ăn chứ. Thôi 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 thôi. Không phải như thế đâu nhá. Anh mà không ăn ấy là em ăn hết đấy. Em đánh giá thật đấy. Như bây giờ mà anh rước em về nhà ấy, thì sau này suốt ngày anh bị em bắt nạt mất. Rước cái gì thế? Này dạo này là anh nói chuyện hơi bị lạ đấy nhá. Thì là vì anh thích. Đợi em chút. Em nghe điện mẹ em gọi. Alo mẹ à? Dạ vâng con đây. Thế á mẹ? Vâng, vậy thì con về luôn ạ. Bây giờ em phải về nhà có việc gấp. Anh nhớ ăn đi cho chóng khỏe. Ăn nhiều vào nhá, nhớ ăn hết chỗ này đấy. Em về đây. Gì mà đi vội thế? Mình còn chưa kịp chào hỏi không? Sếp, anh gọi em có chuyện gì mà gấp thế ạ? Anh bảo này. Anh đang muốn thu mua lại công ty mà Huy đang làm việc. Em có làm được không? Chuyện này có vẻ cũng hơi khó đấy anh ạ. Mặc kệ đi, anh không quan tâm đâu. Bằng tất cả mọi giá phải mua được công ty của Huy. Hiểu chưa? Dạ vâng. Nhưng mà anh định mua công ty để tặng cho chị Dương ấy ạ. Như thế cũng hơi quá không anh? Quá cái gì mà quá. Hồi ngày xưa Dương đã từng ra tay cứu anh một mạng. Anh chưa kịp trả ơn cho cô ấy đã bỏ đi mất rồi. Rồi sau này anh bị tai nạn, anh phải chỉnh sửa ít mặt đi, cho nên nhìn hơi khác một chút, cô ấy không nhận ra thôi. Và anh trả ơn cô ấy như vậy còn là quá ít đấy. Thế là anh có ý với chị Dương ạ? Đương nhiên. Thế em không thấy Dương là một cô gái rất thú vị à? Và cô ấy còn là người mà chị gái đã cố tình mai mối cho anh cơ. Thế thì sao ngay từ đầu anh không bảo là anh là chủ tịch của FVM luôn? Khéo có khi nhá, cô ấy nghe biết tin đấy nhá, cô ấy lao vào luôn đấy. Không được. Mình phải dâu dâu diếm diếm tí. Nó mới kích thích, nó mới hấp dẫn. Nó mới đúng là cuộc chơi chứ. Đó. Ô, chị Dương. Ơ Dương, sao em lại quay lại rồi? Em quên điện thoại. Em quay lại lấy điện thoại. Chào hai người, em về đây. Sao là quen mình chỉ là vì muốn trêu đùa với mình thôi sao? Này anh kia, anh là ai đấy? Sao lại tự ý vào phòng của tôi rồi còn thu dọn đồ đạc của tôi là như nào? Tôi quên chưa giới thiệu với anh, tôi là trợ lý của anh Toàn. Công ty này đã được anh Toàn mua lại và sắp tới sẽ chuyển giao cho chị Dương. Cái gì cơ? Anh cứ bình tĩnh. Nếu mà anh muốn biết lý do tại sao mình nghỉ việc ấy, anh có thể xuống phòng nhân sự để giải quyết. Con khổ này. Hóa ra là mày không chịu ăn nằm với tao bởi vì mày có mối khác ngon hơn đúng không? Lại còn đòi nó mua lại công ty của tao để trả thù tao à? Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Bây giờ mày còn chối được à? Là thằng Toàn ấy, rõ ràng là mày ăn nằm với nó, xong rồi mày bắt nó mua lại công ty của tao để làm gì? Để trả thù tao chứ còn gì nữa? Không mày thì ai vào đây? Hả? Tưởng như nào, hóa ra là cũng là loại gái rẻ tiền thôi à? Anh Huy, anh nói hơi quá đáng rồi đấy. Con khốn này. Này, anh bị làm sao đấy? Sao cứ suốt ngày phát điên, rồi động một tí là anh thương cả chân, hạ cả tay phụ nữ như vậy à? Mày đây rồi. Cái việc mày mua lại công ty tao tao không nói, nhưng mà mày dựa vào đâu mà đuổi việc tao hả? Dựa vào việc anh lợi dụng việc công và rửa tiền hộ bố anh hàng tỷ đồng, được chưa? Này, mày nói láo, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu ấy, thì cứ chờ công an vào cuộc điều tra là biết rõ ngay thôi.
Sao? Anh còn muốn gì nữa nào? Thay vì anh ở đây mà đổ lỗi cho người khác thì anh về nhà chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù đi là vừa đấy. Mày, em có sao không? Cái tên kia suốt ngày cứ gặp em rồi làm trò khủng điên với em như vậy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng mà chẳng phải nhờ anh nên mọi chuyện mới như vậy hay sao? Em nói vậy là sao? À này, có một chuyện này anh chưa nói với em. Là anh đã thu mua lại công ty của Huy rồi. Và bây giờ về hợp đồng kia, em không phải lo nghĩ gì nữa cả. Và đợi sau này khi nó ổn định hết tất cả mọi thứ, anh sẽ chuyển cho em đứng tên luôn. Tôi không cần. Anh cứ giữ lấy và tự quản lý đi. Từ nay về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dương, anh làm tất cả những việc này là vì em mà. Vì tôi? Hay là vì anh đang cảm thấy tôi có hứng thú nên là anh muốn vờn tôi như mèo vờn chuột? Em nói như vậy là sao chứ? Anh đâu có ý đó đâu. Chẳng sao à, tôi về đây. Tạm biệt anh. Dương, này nhá, tôi thật sự không hiểu tại sao tôi tốt với Dương như thế mà cô ấy lại phũ phàng với tôi như vậy. Có thể là chị ấy hiểu nhầm anh, hoặc là cũng có thể bị choáng ngợp. Cái chuyện phân biệt giàu nghèo ấy, từ trước đến nay có đơn giản đâu anh. Thì cũng đúng, nhưng mà dù sao cô ấy cũng không nên làm thế với tôi chứ. Đây gọi là cái gì nhỉ? Có phúc mà không biết được hưởng đúng không? Tôi lại cần cái sự chúc phúc của anh quá cơ. Rõ ràng anh làm thế với tôi chỉ vì muốn trêu đùa với tôi, chứ chẳng có yêu đương gì cả. Dương, có phải là em đang hiểu nhầm cái gì không? Anh có trêu đùa gì em đâu. Hôm trước quay lại lấy điện thoại, tôi đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của anh và anh Hoàng đây rồi. Anh đừng có tỏ vẻ là trai ngoan trước mặt tôi nữa. Tôi yêu em nhiều như thế, yêu em thật lòng như vậy, tại sao em mắng tôi giả tạo? Tôi không mắng, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Vậy được, vậy từ nay về sau giữa hai chúng ta coi như không quen biết đi, đừng liên quan gì đến nhau nữa cả. Đấy, nói như vậy sớm hơn thì có phải tốt không? Anh... Em giàu cũng khéo quá. Sao anh lại biết tôi ở đây? Mấy ngày hôm nay anh liên lạc với em không được. Đến nhà em mấy lần rồi mà không thấy em đâu cả. Anh lo quá, sợ em gặp chuyện gì, cho nên đã cho người phá cửa. Và anh nhìn thấy tờ giấy khám bệnh của em, ung thư dạ dày giai đoạn 3. Anh đến đây làm gì? Không phải là em sợ em mắc bệnh nặng như vậy, sợ liên lụy tới anh, cho nên em mới sang lại anh đúng không? Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi... Vậy bây giờ em tính sao đây? Món nợ của nhà em đối với nhà anh vẫn còn mà. Chẳng lẽ em cứ thế gạt bỏ hết mà đi à? Anh yên tâm đi, tôi sẽ trả hết. Anh không cần em trả món nợ đó, anh chỉ cần em ở bên anh thôi. Anh... Em suy nghĩ thử mà xem, có ai trêu đùa em mà sẵn sàng mua cả một công ty cho em không? Anh thương em là thật lòng Dương ạ. Em... Nhưng mà em không xứng với anh. Không xứng sao? Thế vậy em nghĩ ý định của anh mua công ty cho em và để em sau này quản lý là bồng bột của anh à? Anh đã đọc tất cả những bản kế hoạch mà em gửi bên công ty kia rồi. Tất cả những kế hoạch đó đều rất hay và rất táo bạo. Chỉ là bên công ty kia họ không có đủ tiềm lực để đầu tư cho em, nên họ cố tình chê để gạt đi mà thôi. Thật sao? Thật. Và còn chưa kể là những cái tầm chiến lược và tầm tương lai của nó trong những kế hoạch của em nữa. Tất cả đều rất ok. Và bây giờ em chỉ cần một người đầu tư cho em thôi, thì sau này em sẽ thành công rất nhiều. Nhưng... Không nhường nhịn gì hết. Vì bây giờ em đang bị bệnh như vậy, cho nên anh không thể tỏ tình với em đàng hoàng được. Nhưng mà em yên tâm đi, nhất định từ nay về sau anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hãy cho anh một cơ hội để cả bên em nhé. Em đồng ý.